ơi, thả thính là mình lên. Em thích đọc một cái vui đó chính là đôi khi mình cứ thả tùm lum tà lai đó, thả vui vui vậy đó. Cái ai nghĩ gì thì nghĩ thôi, chứ thật ra bản thân vui không nghĩ gì hết. Nani? Nghe thử coi có gì liên quan tới Miyu. Nghe là thiệt chứ không có thử gì nữa hết trơn. Mai chúng ta lại đi về phía biển. Mai ôi chúng ta ôi lại đi về phía biển à, im đang lặng một hồi thật lâu. Mai chúng ta lại đi về phía biển. Thơ gì vậy? Im lặng một... Khoan khoan, từ từ để anh nhấn lại cho khán giả nhớ. Mai chúng ta lại đi về, về phía biển, biển. Im lặng, lặng một hồi thật lâu. Sóng thần ập đến dù gió có thổi hay sóng không ngừng bộ, ung dung ta tìm neo lại tháng năm trôi. Ông dung ta tìm neo lại tháng năm trôi. Rồi chưa thấy Miyu nghe chưa, thấy chưa, thấy mọi người chưa, thấy chưa, chưa chưa mọi người để ý kỹ sẽ thấy Miyu. Rồi okay. Mai Miyu là bốn chữ đầu đó à. Mai Mai là mi đó hả? Mai là chữ M thôi cưng. Rồi chữ mi nè, chữ y nè. À, okay. Im lặng một hồi. Khán giả thấy hay không nè? Vỗ tay quá trời vỗ tay luôn. Đến nhân duyên ta còn không đoán được, từng kiếp người hờ hững vội chơi qua. Một cánh đào rơi động lòng người quân tử, dù chỉ thoáng qua xin đừng lỡ trăm năm. Tụi mày vô ở đâu? Hay quá. Ở nay đồ bấm nút ở đây rồi. Dạ. Thì ra là cố tình để gần chị Miyu. Quá nhi đi đâu cô vậy? Sao anh không có một tay vậy? Cô người ta ở đây nè. Bộ cô đâu? Đừng đứng gần cô. À Dương quá có một câu muốn nói với cô. Rồi. Cô. À. Quá nhi chỉ cần gặp người có thể vĩnh viễn ở bên người, thì mất đi cánh tay này thì có là gì đâu. Ta vẫn còn cánh tay trái, vẫn có thể ôm người vào lòng mà. Nhưng bất tiện lắm. Vô duyên là không cần tập luyện luôn á mọi người. Vô duyên có sẵn luôn. Em nói chuyện riêng với Vô. Rồi, dạ mình đi. Ok, bye. Là sao? Vậy muốn nói gì? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu. Thấy bị ngứa hả? Có. Không có biết nữa, tự nhiên hồi nãy thấy Vô đi vô á. Hồi nãy lúc quay chương trình á, thấy nói giống Dương quá, thấy có hay không? Thấy không hay. Thấy hơi vô duyên.
Mà hồi nãy ở trong chương trình không có dám cười nhiều, sợ mi quê. Nhắm mắt. Nhắm mắt lại gì vậy ông? Nhắm mắt lại đi, Huy không có hung vô đâu. Nhắm mắt lại đi, Huy không có hung vô đâu, nhắm mắt. Làm tóc thôi chứ Huy không biết làm makeup. Makeup là mấy người con trai mà makeup hay. Hồi đó giờ là chỉ biết Huy kéo xe ở trên Tân Giới thôi. Giờ mới biết là biết làm tóc rồi. Không phải, Huy biết, không phải là Huy biết làm tóc mà Huy biết chăm sóc phụ nữ. Khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra, em còn tin chính Huy vương tình sâu mãi mãi. Giờ đâu không phải nhai, em hơn em dối. Chưa thấy người con trai nào vô kia chỉnh tóc này chút nè, chỉnh này xíu xíu nè, chưa thấy người đàn ông là vậy luôn rồi. Người ta quan tâm thôi. Người ta thả thính vô trên truyền hình là để làm cái bình phong đúng không? Không có đâu. Người ta nhìn vô người ta biết mà như nào thật như nào giả rồi đúng không? Chứ thích là thích con trai đúng không? Ừ. Ý, nói gì vậy? Con trai thiệt hả? Rồi, hỏi chơi mình nói thiệt thì vô thấy. Huy cũng vậy thôi. Trông sao trả lời lát nhộn luôn. Ta hỏi vậy, người ta hỏi vô kìa. Không dối lòng được hả? Em là người dối lòng một lần mà. Em là một người chân thân. Em không thể nói với Huy. Thôi bớt hại đi má ơi. Trời ơi trời, hại hoài luôn á. Trời, đã người ta nói không thích rồi thì người ta ngồi đây, ngồi ta nhìn được rồi. Nói vô hồi rồi thì mới vô chê nữa. Chị có biết em buồn không? Em cũng buồn vậy. Em buồn thì kệ em chứ chị nói với Du làm gì. Chị nói với Du, Du nói kệ em mới đau thêm một lần nữa đó. Hiểu không? Đi đây bye bye. Đó nữa rồi. Lấy cớ lại để nói chuyện tiếp. Du ơi, bỏ quên cái giỏ nè. Cho biết đi đâu vậy, cho biết. Quên cái giỏ này. Bây giờ đi thay đồ. Cái gì? Thì đưa cái giỏ này cho ai vậy? Bây giờ đi thay đồ, đừng có đi theo Du nữa. Vậy cái giỏ này đưa cho ai? Du đi thay đồ mà anh quay cái gì vậy? Anh quay Du cái gì vậy? Sao tự nhiên Du đi thay đồ mà anh quay Du vậy? Trời ơi, Du đi thay đồ, đừng có thay đi để Huy đứng đi cạnh cho cái anh này anh quay hoài kìa. Thay ở đâu để Huy đứng đi cạnh cho. Rồi, Huy đi. Vậy thôi đưa cho quản lý của Huy Du. Tức giận lắm, em cảm thấy bức bối lắm. Không, cho em ngồi đi, em không muốn xuống nữa. Không, em không muốn xuống nữa. Em không muốn xuống nữa. Em không muốn xuống mà đừng bắt em xuống. Em giận rồi. Em giận rồi. Với chị Mi Du xong, bây giờ đeo ôm quần lắp. Huy là Du cảm thấy Huy như thế nào, bỏ những cái đó ra để người ta biết người ta còn né cái đó chứ. Ok, tức là lần đầu tiên mà trả lời phỏng vấn theo kiểu này luôn á, tức là trừ những tính cách này ra phải không? Rồi những cái tính cách này là giống chồng anh Huy nha quý vị. Rồi bây giờ coi như là Du đang cảm nhận về tôi đi đó. Là, cái nào cũng được để tôi làm. Trẻ con quá nè, nói nhiều quá nè,
không có thích con trai nói nhiều. Tại vì con trai mà nói nhiều tức là những người con trai mà không có làm được gì hết người ta mới nói. Hay nhây nè, nhưng mà nhây một cách vô duyên. Tức là Du cũng thích một mẫu người đàn ông hài hước, nhưng mà hài hước nó không có đồng nghĩa với là xàm một cách vô duyên. Nếu mọi người xem Nhanh Như Chớp là mọi người sẽ thấy tại sao mà Du phải nhắc đến Trần Huy. Thật ra Trần Huy không phải là có gì đặc biệt ở trong Du hết, mà tại vì Nhanh Như Chớp thì Huy hay nổi tiếng về cái độ mà nói một câu gì đó thật là vô duyên á, cho nên là Du mới lấy Huy ra làm ví dụ thôi, chứ cũng không có ý gì là chê trách Huy hết. Nani? Huy vẫn là một người rất là tốt. Giống vừa đấm vừa so quá vậy chú. Không, thì đó là những điểm mà Du không có thích ở một người con trai. Cả nhà thấy Du nói có đúng không? Thực ra là những cái tính cách đó là Du thấy Huy ở trên chương trình, với lại Du thấy Huy đang diễn ở trong những cái chương trình đó là thể hiện mình là người vô duyên. Nhưng mà thực ra thì ở ngoài con người Huy nó không có giống như vậy, giống như mọi người coi hậu trường thì nó cũng không có đến mức mà vô duyên lắm. Cho nên là Dung nói vậy là một cái người giống như là một cái nhân vật đi, chứ không phải là Huy, đúng không? Tức là ý Huy là ở ngoài Huy cũng có duyên, nhưng mà vì lên chương trình Huy phải diễn một cách vô duyên. Huy không dám nói như vậy. Chứ sao? Mọi thứ nó diễn ra rất tự nhiên. Lần đầu tiên mà Dung thấy là một người ở ngoài có duyên mà phải ráng diễn vô duyên luôn. Thường người ta ở ngoài vô duyên người ta ráng diễn cho có duyên. Huy hiểu không? Cảm nhận về Dung hả? Trời, cảm nhận thì thấy Dung dễ thương nè, Dung thông minh nè, mắt to nè, mũi cao, môi trúng chiếm, đúng không? Dễ thương với mọi người. Hả? Không, Du vậy là vừa rồi. Ai nói ai, cứ mọi người cứ nói Du gầy. Thực ra Du đâu có gầy đâu. Nhìn vậy thôi, chứ thực ra cũng vừa phải thôi. Một người con gái với vóc dáng mảnh mai, mình hẹn xưa mai. Sau khi mà nghe Huy nhận xét những cái nhận xét rất là chân thật về Du á, thì Du đưa lại cái nhận xét của mình lúc nãy là Du xác nhận là Huy ở ngoài có duyên, chỉ là lên chương trình là cố tình diễn vô duyên như vậy thôi mọi người. Chưa, thật ra là nãy giờ Du nói Huy vô duyên hay này, thật ra đó chỉ là những cái lời chỉ trích vui thôi, diễn thôi, đúng không? Đâu nói thật mà. Ý là không, nhưng mà ở ngoài có duyên nè, những cái này có duyên nè, chỉ có lên chương trình là vô duyên thôi. Thôi, thực ra thì mọi người không coi Huy được trên chương trình nhiều, thì Huy cũng tranh thủ là ở trong hậu trường này, là gặp gỡ mấy nghệ sĩ, nói chuyện giao lưu nhiều để có thể gặp gỡ quý vị khán giả nhiều hơn chút xíu. Thôi giờ chắc không làm phiền Miu nữa đâu, để dành chút xíu lên chương trình thả thính Miu tiếp. Bữa nay là muốn thả thính hay là muốn làm thơ? Muốn làm gì làm. Nhưng mà bữa nay thấy có duyên thì làm. Bữa nay giáo bộ đáp lại chút đi, chứ bữa giờ hả tàn hất hủi người ta quá. Bây giờ thì nếu có duyên thì người ta sẽ đáp, còn bây giờ vô duyên á làm sao mà kêu người ta đáp được. Trời ơi, lên bao nhiêu số chương trình rồi mọi người, thả bao nhiêu thính rồi mà vẫn không đớp miếng nào. Trời ơi, bị dập tơi tả luôn. Ngoài kia bao la sóng gió. Cái gì vậy? Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Gì vậy? Lát lên chương trình hát tặng. Bà hát vậy đó hả? Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh. Không rung động luôn á, sao kỳ vậy trời? Ok thôi. Vô cảm với tôi vậy. Dù Huy nó ngã nó nghiêng thì Huy vẫn duyên, đúng không cả nhà? Vậy đi. Là khen hả? Ừ, là khen đó, động viên á. Rồi, đứng lên đi, Huy chở về, chạy về cho cụ rồi. Cảm ơn. Lâu lâu được làm trợ lý. Rồi, cảm ơn Huy nha, bye bye Huy. Cảm ơn. Hả? Được, cảm ơn. Lương luyến. Lương luyến gì nữa, cảm ơn. Bye bye. Thôi đủ rồi, được rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Đi vô, ra kia nha. Ừ. Cảm ơn, bài. Hấp lực của mọi người ơi, mỗi lần vô Nhanh Như Chớp là sợ nhất là cái ông tí chớp luôn đó mọi người. Bye bye, cảm ơn. Ê, cái giỏ nó được không? Để nó chừng mất á. Giỏ này là bữa đi Hàn Quốc, không mất đúng không? Huy có theo dõi cái bài viết của Du. Cảm ơn. Đi nha. Đây. Chưa tóc.
Cảm ơn. Ơi, nói như nè, nếu như mà Du là Hoa đã có chậu á, liệu Huy cũng không hậu đặt chậu mẹ không? Nani? Đường vào team Du không có cửa. Nếu như mà Huy đặt cái password thì sẽ có vô. Khó, chết mẹ đồ con. Thích Huy gì đâu? Thích bình thường mà. Cái tính này nó mạnh lắm. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá. Lâu lắm rồi chưa có má một ai. Không thấy liên thiên nữa. Lời hứa ngày xưa, câu đã chẳng mà đại phú vàng. Em ngoanh mặt tình tôi lỡ là công viên như thế này, tại sao một cô gái mà khóc tức tưởi như vậy? Cô ơi, cô mua khăn giấy không cô? Em bận khóc rồi. Miju à, anh bỏ sân khấu hề chạy qua để bán cho em hộp khăn giấy đây. Anh có biết không, ngay giây phút này đây, hộp khăn giấy này nó thật sự có ý nghĩa với em. Chưa bao giờ lúc em khóc, có một người con trai đến và đưa khăn giấy và lau nước mắt cho em. Hãy để anh làm điều đó cho Du. Vô duyên là bị trừ điểm nha.